Mà nó còn quay cái má này ạ. À. Bây giờ nhìn lại cái ảnh hôm trước buồn cười, cái ảnh bây giờ nó toàn giờ toàn xương không. Ăn cứ đi đâu. À vẫn còn còn sữa chua đây cho tí. Cái này ấy. Cái kia đây. Cho nó ăn. Thì yếu của em đâu nhỉ? Thế biết đâu khoảng nó là giật. Chưa nó giật. Ngủ à? Chuyện chán cái thời tiết này nha. Nhưng người ta ngay đỡ đỡ được tí rồi. Con nhà Trinh đang sốt 3 ngày nay hoặc rằng